Mùa hè ở Trung Đông nóng đến mức làm thay đổi cảnh quan một cách đáng kể và khiến toàn bộ thành phố tái hiện từ quá khứ. Đây là những gì đã xảy ra vào năm 2018 khi thành phố do một đế chế bí ẩn xây dựng trên sông Tigris cuối cùng đã được giải thoát khỏi bẫy nước của nó. Các nhà khảo cổ học đã vội vã đến địa điểm này vì họ không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có để khai quật và tìm hiểu thêm về lịch sử của nơi này. Họ tin rằng họ đã tìm thấy thành phố Zakiko, thời kỳ Đồ Đồng, được thành lập cách đây hơn 3.000 năm và bị ngập hoàn toàn vào những năm 80 khi một con đập được xây dựng tại vị trí đó. Nơi đây từng là trung tâm sầm uất của đế chế Mitanni dành cho các đoàn lữ hành trên tuyến đường thương mại nổi tiếng. Nơi đây có nước, một điều hiếm thấy ở khu vực này, và đó là sự đảm bảo cho thành công. Chúng ta biết rất ít về đế chế hùng mạnh một thời này vì các nhà khoa học chưa tìm thấy bất kỳ biên niên sử nào được viết ra tại các địa điểm khai quật. Đó là lý do tại sao các nhà khảo cổ học rất vui mừng khi tìm thấy toàn bộ cung điện dành cho người cai trị địa phương. Nhiều năm sau, khi khu vực này đã không còn nước, họ đã tìm thấy một số công sự để bảo vệ thành phố khỏi kẻ thù. Điểm nổi bật trong chuyến thám hiểm của họ là tìm thấy một kho công cộng khổng lồ để chứa hàng hóa thương mại và mùa màng. Những đống lúa mì và lúa mạch, kim loại và gỗ nhập khẩu. Bánh mì là thực phẩm chính của người dân địa phương và họ cũng thích nấu những nồi súp rau và món hầm lớn cho bữa trưa. Mỗi hộ gia đình đều nuôi cừu, dê, bò và lợn. Vì vậy, họ có nguồn sữa và thịt ổn định cho những dịp đặc biệt. Tất cả các công trình được tìm thấy cho đến nay đều được xây dựng từ những viên gạch đúc từ bùn. Những bức tường chìm dưới nước trong hơn 40 năm đã được bảo quản rất tốt, như thể chúng mới chìm xuống ngày hôm qua. Cung điện hoàng gia nổi bật vì nó lớn hơn các công trình khác. Có những bức tường dày hơn và thậm chí cả vỉa hè làm bằng gạch bùn nung được chám kín để chống thấm nước. Vị vua địa phương hẳn đã có một mối quan hệ tốt với hoàng đế của đế chế lớn hơn, nơi Zakiko phụ thuộc. Những thương nhân sống trong thành phố đã thu thập những thanh gỗ và mang chúng đến các kho chứa. Những thanh gỗ này trôi xuống sông Tigris từ những khu rừng trên núi ở phía bắc và phía đông của Lưỡng Hà. Các thương nhân đến đây để bán hàng hóa của họ và sau đó băng qua sông Tigris trên đường đến vùng biên giới. Zakiko đã phát triển thịnh vượng như một trung tâm thương mại trong khoảng 6 thế kỷ, cho đến khi nơi này bị một trận động đất lớn tấn công vào năm 1350. Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy 5 chiếc bình gốm chứa hơn 100 tấm đất sét được làm ngay sau trận động đất. Thật là một phép màu khi những tấm đất sét nhỏ chưa nung có thể tồn tại dưới nước trong nhiều thập kỷ như vậy. Những người tạo ra chúng hẳn đã khắc ghi chú trên đất sét khi đất sét vẫn còn ướt. Họ viết về mọi thứ, từ vụ thu hoạch mới được lưu trữ đến ghi chú cho các vương quốc khác. Sau đó, họ sẽ phơi khô thông điệp dưới ánh nắng mặt trời. Những người ghi chép thậm chí phải học một ngôn ngữ khác để mọi người bên ngoài thành phố có thể đọc được. Các nhà khoa học tin rằng những tấm bia đá mà họ tìm thấy từng là một phần của kho lưu trữ tư nhân. Họ hy vọng có thể giải mã các ghi chú để tìm hiểu thêm về lịch sử của Zakiko và toàn bộ đế chế sau trận động đất khủng khiếp. Thiệt hại đối với các tòa nhà quá lớn đến nỗi không thể khôi phục Zakiko trở lại vinh quang trước đây. Và nếu có bất kỳ người sống sót nào, họ hẳn đã rời khỏi thành phố. Vài thập kỷ sau, người Assyria cũng sống ở Lưỡng Hà đã định cư tại đây. Họ xây nhà trên đống đổ nát của thành phố bị bỏ hoang và sử dụng bất kỳ công trình nào mà họ có thể tìm thấy từ những cư dân trước đó làm tường ngoài. Nhưng họ chỉ ở đây trong 50 năm và sau đó quyết định xây dựng một thủ đô mới trên vùng đất màu mỡ hơn để kiếm chút tiền từ nông nghiệp. Các nhà khảo cổ học làm việc tại Zakiko đã phải dừng khai quật khi mực nước dâng cao trở lại và bao phủ thành phố. Họ đã niêm phong các tàn tích bằng những tấm nhựa vừa khít và đặt đá và sỏi lên trên. Họ hy vọng điều này sẽ giúp bảo vệ di tích vô giá này khỏi sự xói mòn của nước và ngăn không cho nó biến mất hoàn toàn. Họ nhận ra tầm quan trọng của nước từ đập đối với khu vực này, nhưng nếu nước lại rút đi, họ cho biết chắc chắn họ sẽ tiếp tục khai quật. Đã từng có một cộng đồng nhộn nhịp ở sa mạc Taklamakan ngày nay ở Trung Quốc vào khoảng 1.600 năm trước. Họ sống dọc theo sông Naya, chảy qua sa mạc hàng dặm và lấy nước từ tuyết tan trên núi. Sau 3 năm làm việc trong khu vực, các nhà khảo cổ học và nhà khoa học đã đào được 8 ngôi mộ trong sa mạc. Nhờ sức nóng của sa mạc, quần áo và đồ tạo tác bên trong chúng gần như mới. Những người mặc những bộ quần áo đó hẳn đã sống ở thành phố cổ Naya. Naya từng là một phần của vương quốc thịnh vượng ở trung tâm tuyến đường giao thương con đường tơ lụa và có dân số hơn 3.000 người. Sau đó,
cát sa mạc trở nên hung dữ và nuốt chửng toàn bộ thành phố. Các nhà khảo cổ học chỉ tìm thấy tàn tích của Naya vào đầu thế kỷ 20. Các nhà khoa học từ nhiều quốc gia khác nhau đã cố gắng giải quyết những bí ẩn của nó. Có vẻ như những ngôi mộ được phát hiện vào cuối thế kỷ 20 thuộc về những người giàu có. Có một số vật phẩm đắt tiền bên trong. Một ống đựng tên và cung, đầu mũi tên bằng kim loại, hoa tai vàng và một chiếc vòng cổ bằng hạt thủy tinh. Một hộp sơn mài có lược, đồ trang điểm và một bộ dụng cụ may vá trong một trong những ngôi mộ. Ngoài ra còn có một số loại lụa chất lượng hàng đầu và thậm chí những màu sáng như xanh lá cây và vàng cũng không phai trên đó. Vải cũng có chữ Hán với trích dẫn từ sách lịch sử giúp các nhà khoa học xác định thời kỳ sản xuất. Các nhà khảo cổ sau đó cũng tìm thấy một địa điểm cư trú lớn và hiện trường đổ nát của 3 tòa nhà đã bị sập. Có lẽ sẽ mất nhiều năm nữa để hiểu lý do tại sao thành phố sụp đổ và điều gì đã xảy ra với người dân nơi đây. Các nhà khảo cổ học người Saudi và Pháp đã hợp tác gần Riyadh, thủ đô của Ả Rập Xê Út, và tình cờ phát hiện ra một khu định cư cổ đại có niên đại 8.000 năm. Các nhà khoa học đã sử dụng đủ loại công nghệ tuyệt vời như quét laser, máy bay không người lái và chụp ảnh trên không để khai quật viên ngọc thời kỳ đồ đá mới này. Họ đã tìm thấy khu định cư tại một điểm nóng khảo cổ địa phương. Trong số những kho báu mà họ phát hiện ra có một ngôi đền bằng đá, tàn tích của một bàn thờ và hơn 2.000 ngôi mộ. Tất cả những phát hiện này cho chúng ta biết về các tập tục và nghi lễ cổ xưa. Nhóm nghiên cứu cũng tìm thấy nền móng của 4 tòa nhà lớn, tháp góc và sân ngoài trời. Tất cả đều có hồ chứa nước ngầm để giữ trữ nước phục vụ cho mục đích nông nghiệp. Ngoài ra còn có một hệ thống tưới tiêu thông minh với các kênh đào và bể chứa nước, giúp thành phố phát triển mạnh mẽ trong một trong những sa mạc khô cằn nhất thế giới. Các bức vẽ trên đá khắc trên ngọn núi gần đó mô tả cuộc sống thường ngày của dân địa phương. Các cuộc khai quật đã diễn ra trong khu vực này trong hơn 40 năm và các nhà khoa học vẫn tiếp tục tìm thấy những hiện vật mới, có thể giúp mang đến thêm những câu trả lời cho nhiều câu hỏi của họ. Những người đánh cá đã tình cờ tìm thấy xương, công cụ và hiện vật cổ xưa có niên đại 9.000 năm dưới đáy biển Bắc. Các nhà khảo cổ học và cổ sinh vật học người Anh và Hà Lan đã vội vã đến xem những phát hiện này vì họ hy vọng chúng có thể là bằng chứng về vùng Doggerland bị ngập nước. Và họ đã không thất vọng, thậm chí còn có những dấu chân hoàn hảo do những người thời đồ đá giữa từng sống ở đây để lại. 12.000 năm trước, trong kỳ băng hà lớn cuối cùng, quần đảo Anh lúc đó đã từng không phải là đảo. Có một vùng đất rộng lớn, gồm nhiều ngọn đồi, đầm lầy và rừng rậm nối liền chung với lục địa châu Âu. Vùng đất rộng lớn đó là Doggerland, nơi một xã hội săn bắn, hái lượm thời tiền sử sinh sống và phát triển. Nhưng sau đó, mực nước biển bắt đầu dâng lên với tốc độ 1 đến 2 mét mỗi thế kỷ khi các sông băng tan chảy chậm nhưng chắc. Người dân địa phương phải di chuyển đến các khu vực ngày nay thuộc về Anh và Hà Lan. Các chuyên gia quyết định tìm hiểu thêm về lịch sử của Doggerland, sử dụng dữ liệu từ các công ty dầu mỏ hoạt động ở biển Bắc. Cho đến nay, họ đã tạo ra các mô hình kỹ thuật số về diện tích 47.000 km2 đó có thể trông như thế nào trước khi nó biến mất dưới những con sóng. Họ vẫn cần phân tích các mẫu côn trùng và thực vật cổ đại và ADN của động vật để có được bức tranh toàn cảnh. Vào tháng 11 năm 1922, một cậu bé đã đi bộ qua những ngọn núi sa mạc của Ai Cập và phát hiện ra một bậc thang đá cổ đại. Sau đó, phát hiện này trở thành một trong những khám phá khảo cổ lớn và quan trọng nhất trên thế giới. Bậc thang này là một phần của khu lăng mộ chưa từng được biết đến của Tutankhamun. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy khoảng 5.000 hiện vật cổ, bao gồm đồ trang sức, vải, các bình sơn và mặt nạ tang lễ. Có thể bạn đã từng thấy một trong số chúng. Nó đã trở thành những biểu tượng nổi tiếng nhất của Ai Cập cổ đại, đã hơn 100 năm kể từ ngày đó. Và bây giờ, nhân loại cuối cùng cũng phát hiện được một khám phá tầm cỡ khác, chính là mộ của Cleopatra. Nữ hoàng này là nhà cầm quyền của vương quốc Ptolemaic thuộc Ai Cập. Bà nắm giữ ngai vàng từ năm 51 đến 30 trước công nguyên. Có nhiều tư liệu cổ đại về Cleopatra, triều đại của bà và tính cách đặc biệt của bà. Nhưng cho đến hiện nay, chưa ai khám phá được bí mật nào về cái chết của bà và nơi bà được chôn cất. Vì vậy, nhà khảo cổ kim tiến sĩ Kathleen Martin đã nghiên cứu các tư liệu cổ đại cũng như những đền đài xung quanh Alexandria trong nhiều thập kỷ và kết luận rằng mộ của nữ hoàng nằm dưới thành phố cổ Taposiris Magna,
Nơi đây được thành lập vào năm 280 trước Công nguyên. Đó là một thành phố lớn trên bờ biển phía Bắc Ai Cập. Nơi này có đến hàng nghìn người tham gia vào ngành thương mại và công nghiệp. Và có vẻ như phỏng đoán của tiến sĩ Martinez đã chính xác, bà và một nhóm khảo cổ học đã khám phá ra một đường hầm ngầm bí mật gần Alexandria với chiều dài khoảng 1,3 km. Nó đâm xuyên qua phần đá bên dưới đền Taposiris Magna. Trong quá trình khai quật tiếp theo, họ tìm thấy nhiều vật phẩm cho thấy mộ của Cleopatra nằm sâu trong đường hầm. Có khả năng là bà đã được chôn cất cùng với tướng quân La Mã Mark Antony. Theo các tư liệu cổ đại, Cleopatra và Mark Antony yêu nhau và cùng chống lại Thượng viện La Mã. Đây là hội đồng đã tuyên bố Antony là một kẻ phản bội. Tuy nhiên, các thảm họa tự nhiên đã xảy ra trên lãnh thổ của Taposiris Magna hàng nghìn năm qua có thể khiến quá trình khai quật phức tạp hơn. Động đất và lũ lụt đã phá hủy thành phố và có thể làm các đường hầm dưới đất bị ngập. Tuy nhiên, các nhà khảo cổ hy vọng rằng ngôi mộ cổ đại vẫn chưa bị xâm phạm và nó đang ẩn giấu nhiều kho báu và hồi ức về cuộc sống của hoàng gia Ai Cập cổ đại trong thời kỳ cai trị của triều đại cuối cùng. Khả năng cao là các cuộc khai quật sẽ phải tiến hành dưới nước và trong sình lầy. Điều này sẽ đòi hỏi nhiều thời gian và kinh phí hơn, nhưng các nhà khảo cổ học tính rằng nó sẽ xứng đáng. Nhưng vẫn còn quá sớm để nói rằng Cleopatra thực sự được chôn cất ở đó. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã tìm thấy nhiều vật phẩm trong đường hầm để xác nhận điều này, bao gồm các chậu cây đất sét, hàng chục đồng xu có hình ảnh của Cleopatra và Alexander Đại Đế, cũng như một bức tượng bán thân có hình ảnh của vị nữ hoàng Ai Cập. Cleopatra vẫn là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất ở Ai Cập, ngang hàng với Ramesses III và Tutankhamun. Bà đã truyền cảm hứng cho nhiều bộ phim, tranh và sách. Nhưng điều gì đã khiến bà trở nên phổ biến như vậy? Bà đã nổi tiếng vì sự không nhất quán của mình. Bà là một nhà trị vì thông minh và xinh đẹp. Bà đã đưa Ai Cập thoát khỏi khủng hoảng và biến nó trở thành một cường quốc hưng thịnh. Các văn bản tiếng Ả Rập thời Trung Cổ nói rằng bà có kiến thức về hóa học, toán học và triết học và có thể đã từng viết một số cuốn sách khoa học. Bà biết nhiều ngôn ngữ và có kỹ năng ngoại giao xuất sắc. Đồng thời, có rất nhiều truyền thuyết cho rằng bà là một người phụ nữ đầy quyến rũ, khiến nhiều người đàn ông mê mẩn. Tuy nhiên, không có bằng chứng cho rằng bà là tuyệt đỉnh giai nhân cả. Hình ảnh một người phụ nữ tuyệt đẹp được tạo ra bởi Hollywood khi họ sản xuất một số bộ phim có các nữ diễn viên nổi tiếng đóng vai Cleopatra. Và hoàng đế La Mã Octavian, con nuôi của Julius Caesar, đã tuyên truyền rằng Cleopatra là một người phụ nữ quyến rũ vì bà là kẻ thù của ông ta. Dù sinh ra ở Ai Cập, nhưng Cleopatra không phải là người Ai Cập. Tổ tiên của bà là người Hy Lạp, trong số đó có một tướng lĩnh dưới tướng Alexander Đại Đế. Tuy nhiên, người dân Ai Cập rất yêu mến bà. Bà đã học tiếng Ai Cập và rất nhạy bén với truyền thống của đất nước này. Bà hiểu rõ lịch sử, tâm lý và phong tục của Ai Cập cổ đại. Bà đã nâng cấp nền kinh tế và củng cố vị thế của Ai Cập như một cường quốc. Phần lớn những thành công này trở thành hiện thực là nhờ sự khôn ngoan và hình ảnh ấn tượng của bà. Bà yêu thích các buổi kịch và những lễ kỷ niệm hoành tráng. Bà biết cách khiến mọi người ngạc nhiên. Nhưng đằng sau hình ảnh của một người phụ nữ sang chảnh chính là một nhà cầm quyền đầy toan tính. Ai Cập cổ đại là một đất nước giàu có xa hoa và Cleopatra đã làm mọi thứ khiến nơi đây càng ngày càng thịnh vượng cũng như củng cố vị trí của nó trên bản đồ thế giới. Ví dụ, bà từng có xung đột với em trai của mình, Ptolemy XIII. Nữ hoàng biết rằng bà không thể chống lại người em trai, vì vậy bà quyết định khiến Julius Caesar đứng về phía mình. Hoàng đế La Mã đã đến Alexandria, nơi Cleopatra muốn gặp ông. Nhưng Ptolemy biết được kế hoạch của bà và chuẩn bị ngăn bà gặp Caesar. Vậy nên thay vì một cuộc viếng thăm xa hoa và ồn ào, Cleopatra đã kín đáo di chuyển. Bà cuốn một tấm thảm hoặc túi bằng vải lanh quanh người và được tùy tùng của Caesar cõng vào phòng riêng của hoàng đế. Cleopatra bước ra từ trong tấm thảm và gây ấn tượng với vẻ đẹp và sự quyết đoán của bà. Kết quả là họ yêu nhau và trở thành đồng minh thân thiết. Sau một thời gian, bà lại khiến một người La Mã quyền lực khác ấn tượng vì mục đích ngoại giao. Bà đến gặp Mark Antony trên một chiếc thuyền vàng với cánh buồm màu tím và mái chèo bằng bạc. Cleopatra mặc trang phục giống Arotai và ngồi dưới một mái vòm tráng lệ. Người hầu của bà mặc đồ giống thần tình yêu, phe phẩy quạt và đốt hương.
Nhưng Cleopatra làm vậy là có mục đích. Bà biết rằng Antony tôn kính thần thoại Hy Lạp và coi mình là sự hiện thân của Dionysus. Kết quả là Antony bị ấn tượng đến mức ông đã kết hôn với bà. Cleopatra bảo vệ được vương miệng của mình, củng cố mối liên minh với La Mã và sinh cho Antony 3 đứa con. Ở Ai Cập, họ tổ chức các bữa tiệc lớn và tận hưởng sự giàu có và quyền lực. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa một vị quan to và nữ hoàng Ai Cập đã gây ra một vụ scandal ở Rome. Octavian là đối thủ chính của Antony trong cuộc đấu tranh giành quyền lực. Vì vậy, ông lợi dụng tình hình để bôi xấu danh tiếng của đối thủ. Ông dùng quân bài tuyên truyền để biến Cleopatra thành một người phụ nữ quyến rũ và xảo quyệt trong mắt người dân La Mã. Ông cáo buộc rằng Antony đã bị mê hoặc bởi sự quyến rũ của bà. Thượng viện La Mã ủng hộ Octavian và tuyên bố Cleopatra là kẻ thù. Vào năm 33 trước công nguyên, xung đột này đạt đến đỉnh điểm khi hạm đội của Antony va chạm với Octavian. Octavian giành chiến thắng và buộc kẻ thù của mình phải chạy trốn đến Ai Cập cùng Cleopatra. Theo một số tư liệu, họ đã ẩn náu gần Alexandria. Vì bị truy đuổi bởi người La Mã, họ phải trốn trong một trong những cung điện của Cleopatra và gặp kết cục đau thương. Một số truyền thuyết nói rằng Cleopatra là chuyên gia về độc dược. Bà đã kích thích một con rắn có độc, rắn lục hoặc hổ phách Ai Cập để nó cắn chính bà. Ngoài ra, còn một truyền thuyết khác kể rằng bà đã châm kim độc vào người. Một giả thuyết khác cho rằng Cleopatra luôn mang theo một ống nhỏ chứa chất độc trong lược chải tóc của bà. Và khi bị giam giữ, bà đã ngâm cây kim vào chất độc và đâm vào cơ thể. Chẳng ai biết chắc chắn điều này cả. Các nhà khoa học vẫn đang cố gắng tìm hiểu sự thật. Có thể khi người ta tìm thấy mộ của Cleopatra, thế giới sẽ biết được nhiều thông tin hơn về số phận bi thương của bà. Bà được coi là người cầm quyền cuối cùng của Ai Cập. Sau khi bà qua đời, Octavian đã cướp bóc các cung điện và đền đài của bà rồi trở về Rome. Tại đây, ông đã trở thành vị hoàng đế quyền lực nhất. Ông đã thành công trong việc cai trị đất nước và mở rộng ranh giới của nó. Triều đại của ông kết thúc khi ông tròn 75 tuổi. Lịch sử thế giới sẽ rất khác biệt nếu Cleopatra và Mark Antony không thua trong trận hải chiến đó. À, bạn có biết rằng khoảng thời gian kể từ lúc Cleopatra lên ngôi đến khi Neil Armstrong bay lên mặt trăng còn ngắn hơn khoảng thời gian từ lúc đại kim tự tháp Giza được xây dựng đến lúc nữ hoàng này lên ngôi không? Armstrong đặt chân lên mặt trăng vào năm 1969, sau khi Cleopatra ra đời 2038 năm, và việc xây dựng kim tự tháp diễn ra vào năm 2560 trước công nguyên. Hãy tính toán thử xem lịch sử Ai Cập cổ đại đã kéo dài bao lâu. Cleopatra gần gũi với chúng ta hơn so với thời điểm kim tự tháp xuất hiện nữa đấy. Khi nghe về những di tích cổ đại thì hẳn là bạn sẽ không hình dung rằng chúng được treo lơ lửng ở nơi nào đó, hoặc chỉ đơn giản là treo trên những cành cây, đúng không nào? Trên thực tế, đối với hầu hết các hiện vật cổ đại được trưng bày tại các bảo tàng trên toàn thế giới, những nhà khảo cổ đã phải đào xới rất nhiều đấy. Bạn thấy đó, các công trình kiến trúc tự có cách để biến mất dần theo thời gian nếu không được chăm sóc đúng cách. Đôi khi chúng ta cần tái sử dụng một số vật liệu xây dựng, vì vậy một công trình cũ có thể bị hy sinh để làm thế. Ngoài ra, các ngôi nhà cũng bị bỏ hoang, và khi tiếp xúc với các yếu tố trên bề mặt như mưa hoặc ánh sáng mặt trời thì chúng không thể tồn tại lâu dài. Một số công trình chỉ đơn giản là sụp đổ do quá trình xói mòn. Thế nên, cách duy nhất để một kiến trúc tồn tại qua thử thách của thời gian là được chôn sâu dưới đất. Vậy tại sao chúng lại bị chôn xuống dưới đất? Thực ra, đó là một chuỗi những sự nhầm lẫn hài hước. Những thành phố cổ thường có thói quen tăng độ cao của mặt đất giống như việc một đứa trẻ thêm topping vào cây kem của mình vậy. Và những khu định cư này luôn bận rộn với việc thu thập lương thực và vật liệu xây dựng để đáp ứng cho nhu cầu dân số ngày càng tăng. Tuy nhiên, chẳng ai có thời gian để xử lý chất thải và rác cả. Điều này không phải là việc quan trọng nhất mà họ cần làm. Vậy nên, khi xây những căn nhà mới, các nền văn minh cổ đại đã tìm thấy được cách dễ hơn để tiết kiệm mồ hôi và công sức. Đó là chất rác thải thành đống và xây nhà ngay bên trên. Nhưng đó chưa phải tất cả. Đôi khi các dòng sông cũng tràn ra và để lại một lớp cặn trên mặt đất của thành phố. Điều này khiến các công trình cổ đại ấy bị chôn vùi càng kín đáo hơn. Và ở những vùng khô cằn như sa mạc,
nơi gió thích thổi cát và bụi bay đi, thì việc duy trì sự sạch sẽ cho các công trình là một cuộc chiến không ngừng nghỉ. Có một ví dụ hài hước đó là tượng nhân sư Sphinx bị phủ đầy cát cho đến khi một nhóm khảo cổ học khai quật được nó vào năm 1817. Một số thị trấn cổ bị chôn vùi do không còn ai ở đó nữa. Khi không có sự kiểm soát của con người, thì hạt giống cây sẽ tận dụng cơ hội để nảy mầm khắp nơi. Chúng hấp thụ carbon dioxide từ không khí và phát triển, khiến cho mặt đất càng rậm rạp hơn. Những bộ rễ tinh nghịch khiến đất dày lên bằng những mảnh vụn thực vật phân hủy. Điều đó làm cho lớp đất bên trên vô cùng dinh dưỡng. Đó như một dự án tự làm tối thượng mà mẹ thiên nhiên tiến hành và cây cối là những người giúp việc trung thành của bà. Việc khám phá những bí mật của các nền văn minh cổ không chỉ đơn giản là tìm lại một thế giới đã mất. Nó còn là cuộc truy tìm vĩ đại để khám phá những kho báu ẩn giấu dưới các lớp đất lịch sử. Nhưng làm thế nào các nhà khảo cổ biết được mình nên đào ở đâu? Nếu mọi thứ được phủ bởi hàng loạt các lớp trầm tích, mảnh vụn và rễ cây, thì chắc chắn là họ phải có một hệ thống nào đó đáng tin cậy trước khi bắt đầu một dự án mới nhỉ? Đầu tiên thì các nhà khảo cổ không phải lúc nào cũng là người đề xuất việc khai quật ở một vị trí cụ thể. Để tôi giải thích này, giả sử bạn là một nhà thầu và bạn muốn xây dựng một tòa nhà chung cư mới và sang trọng trong thành phố nhé. Bạn có thể sẽ phải thực hiện một số yêu cầu nhất định theo như luật pháp địa phương trước khi dự án có thể bắt đầu. Ví dụ, trước khi ai đó xây dựng trên một mảnh đất, họ phải mời chuyên gia để kiểm tra đất đai tại đây. Những anh bạn thông thái này có thể là các nhà khảo cổ, nhà địa chất học hoặc các nhà cổ sinh vật học và họ cần phải để mắt đến nhiều thứ trong quá trình xây dựng. Nếu phát hiện ra bất kỳ hiện vật hay di tích sinh thái nào, đây là thuật ngữ sang chảnh chỉ các mảnh vụn hữu cơ, thì những chuyên gia này sẽ tiến hành khai quật và nghiên cứu chúng. Nhưng còn những di tích không liên quan đến việc xây dựng thì sao? Các nhà khảo cổ có nhiều mẹo để tìm kiếm những địa điểm cổ đại. Họ sẽ nghiên cứu các tư liệu lịch sử cũng như đi điều tra hiện trường. Bằng cách tìm kiếm các tài liệu và bản đồ cũ, họ có thể biết được hoạt động của con người trong một khu vực cụ thể. Nếu địa điểm này đã được ghé thăm rồi thì càng tốt. Việc tìm kiếm các bản ghi chép về những cuộc khai quật trước đây hoặc các báo cáo lịch sử có thể cung cấp cho các nhà khảo cổ rất nhiều thông tin để họ biết được nên tiếp tục cuộc săn kho báu ở đâu. Trước khi những nhà khảo cổ xách sẻng lên và đi thì họ cần quan sát một chút. Với hệ thống lưới được trang bị sẵn, họ sẽ đi dạo quanh địa điểm và để mắt đến các hiện vật có thể đang ẩn bên dưới lớp đất. Từ công cụ bằng đá đến những mảnh thủy tinh mang tính lịch sử và thậm chí là cả các bãi rác cổ. Vâng, chúng cũng có giá trị đấy. Những nhà thám hiểm với đôi mắt cú vọ này có thể nhận biết được dấu hiệu của hoạt động con người nhanh hơn bất kỳ ai. Nếu tình cờ phát hiện ra đất Midden hay những bãi rác, thì họ sẽ biết được rằng con người từng coi nơi đây là nhà của mình. Tuy nhiên, các nhà khảo cổ không chỉ dựa vào chiếc sẻng đáng tin cậy của họ. Họ có một kho thiết bị cực kỳ đẳng cấp để hỗ trợ việc tìm kiếm những điều kỳ diệu bị giấu kín. Các công cụ địa vật lý giống như những vũ khí bí mật của họ vậy. Ví dụ như máy đo kháng điện, thiết bị thông minh này đo thành phần điện của đất cũng như các hiện vật bị chôn vùi. Ví dụ, một bức tường bị chôn sẽ tạo ra điện trở khắc so với đất xung quanh. Các máy dò từ trường và radar xuyên lòng đất cũng hoạt động giống vậy. Chúng sẽ mang đến những manh mối tiềm tàng của các kho báu cổ đại trong lòng đất. Và làm sao chúng ta có thể quên mất người bạn đồng hành chính là hệ thống định vị toàn cầu GPS được nhỉ? Nó giúp các nhà khảo cổ xác định được những vị trí chính xác. Nó giống như một bản đồ kho báu công nghệ cao sẽ dẫn họ thẳng đến nơi có kho báu. Bạn có muốn ghé thăm một số địa điểm khảo cổ quan trọng nhất trên thế giới không? Đi theo tôi nào! Ở Vương quốc Anh, bạn sẽ tìm thấy một nơi thú vị gọi là Stonehenge. Đây là một trong số nhiều henge hay các khu vực có đá dựng đứng, được xếp theo vòng tròn. Nhưng địa điểm này lại đáng chú ý nhất. Hãy tưởng tượng đến những khối đá cổ đại khổng lồ vươn mình đứng vững, với bên ngoài là một vòng tròn lạ kỳ, cùng với một hình móng ngựa bên trong và một vài tảng đá nhỏ hơn để canh chỉnh kích thước. Và bạn biết gì không? Những khối đá tuyệt vời này đã tồn tại hơn 5.000 năm rồi đấy. Và mọi chuyện bắt đầu thú vị từ đây.
Theo truyền thuyết địa phương, thì pháp sư huyền thoại Merlin đã dùng đũa phép của mình ở đây. Ông đã dịch chuyển tức thời những khối đá khổng lồ này từ tận Ireland. Có vẻ như vài người khổng lồ đã mang chúng đến đó. Nhưng Merlin quyết định rằng những tảng đá sẽ trông tuyệt hơn nhiều ở vị trí mới. Người khác cho rằng đó chỉ là tàn tích của một công trình tâm linh từ thời La Mã cổ. Những công trình tuyệt vời này được xây dựng bởi tổ tiên thuộc thời kỳ đồ đồng của chúng ta. Với những công cụ đơn giản và công nghệ hạn chế, họ đã tạo ra những kiệt tác vĩ đại này. Ấn tượng nhỉ? Thật không may khi chúng ta vẫn còn chưa biết rất nhiều điều về khu vực này. Mục đích ban đầu của Stonehenge vẫn là bí ẩn cho đến ngày nay. Dĩ nhiên, có rất nhiều giả thuyết, nhưng các nhà khoa học vẫn chưa đồng ý với nhau. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng nó được sắp xếp cực kỳ hoàn hảo để bắt được mặt trời mọc trong các ngày hạ chí và đông chí. Thành phố cổ Pompeii cũng là một địa điểm khảo cổ đáng kinh ngạc khác. Hãy tưởng tượng nhé, núi Vesuvius, một kẻ gây rối khét tiếng, quyết định phun trào và vùi lấp thành phố La Mã cổ này hoàn toàn. Nó biến nơi đây thành một cái hòm chứa thời gian, với vị trí ở ngay cạnh Naples, Ý ngày nay. Tua nhanh đến năm 1748, khi một nhóm các nhà thám hiểm dũng cảm tình cờ phát hiện Pompeii. Hỡi ôi, họ đã khám phá ra một kho báu bao gồm những vật phẩm được bảo quản cực kỳ tốt. Những con phố, các ngôi nhà, đồ ăn, trang sức lộng lẫy, những tác phẩm điêu khắc tinh xảo, những bức tranh fresco đầy màu sắc, những vật dụng hàng ngày trong gia đình và thậm chí là cả hài cốt của động vật và con người. Nó giống như một buổi tiệc khảo cổ tuyệt vời vậy. Dường như Pompeii từng có tất cả mọi thứ, những ngôi nhà và biệt thự lộng lẫy, một sân vận động có sức chứa lên tới 20.000 chỗ ngồi, những cửa hàng thủ công nhỏ xinh, nơi để tán gẫu như quán rượu, và đừng quên những nhà tắm xa hoa để được tận hưởng phút giây thư giãn tuyệt vời nhé. Họ còn có đền thờ Apollo. Tại đây mọi người sẽ tụ tập để thực hiện các nghi thức tôn giáo hàng ngày. Và tất nhiên, trái tim sôi động của thành phố chính là diễn đàn Pompeii. Đây là nơi mà tất cả những nhân vật thú vị đã từng tụ tập. Và đoán xem, Pompeii tuyệt vời đến mức nó đã được đưa vào danh sách di sản thế giới của UNESCO vào năm 1997. Nó giống như đại sảnh danh vọng của ngày lịch sử vậy. Nó cũng bao gồm nhiều tòa nhà và địa điểm nổi tiếng khác như Taj Mahal ở Ấn Độ và Acropolis Athens ở Hy Lạp. Vào năm 1898, bạn đang tham gia cuộc khai quật ở Saqqara, nơi này không xa Cairo, địa điểm có rất nhiều ngôi mộ cổ và kim tự tháp. Bạn đang thấy như Indiana Jones và hy vọng tìm thấy điều gì đó thật sự phi thường và trở nên nổi tiếng. Vàng, bản thảo, bản đồ kho báu, xác ướp của các pharaoh nổi tiếng. Đợi đã, chim gỗ á. Bạn thật sự thất vọng vì nó trông như một món đồ chơi bình thường. Thì cũng là đồ chơi cổ, nhưng mà bình thường. Bạn chẳng hề biết rằng sẽ có người đề xuất rằng chú chim bạn tìm được thật sự là một chiếc máy bay đơn cổ xưa. Hiện vật này có biệt danh là chim Sakura, được làm từ cây sung dâu. Có thể nói rằng chú chim này có sải cánh chỉ 18cm và nặng khoảng 40g. Quả là quà lưu niệm nguyên bản hoàn hảo từ Ai Cập. Tôi có thể nói vậy. Nó đã hơn 2.000 năm tuổi và trông khá đơn giản. Không có bất kỳ hình chạm khắc bằng lông vũ hay đồ trang trí phức tạp nào khác. Tuy nhiên, nó có mỏ và mắt, khiến phát hiện của chúng ta trông giống một con chim ưng, biểu tượng của thần Horus. Đuôi của nó khá bất thường vì vuông vức, trông thẳng đứng một cách kỳ lạ và có vẻ như phần ngã xuống của nó là nơi dành cho một mảnh hiện đang bị thiếu. Có người thì thích khám phá bí ẩn, do đó đã có nhiều cố gắng trong việc giải thích công dụng của chú chim này. Đầu tiên, khá đơn giản, đó là một đồ vật tế lễ. Ý kiến thứ hai cho rằng, đó là món đồ chơi của đứa trẻ con nhà khá giả nào đó. Nó có thể là một loại boomerang, một khái niệm phổ biến ở Ai Cập cổ đại. Sau đó, có một giả thuyết cho rằng con chim đã sử dụng như trong chống gió. Nhưng ý này đã bị phản bác vì chú chim không có bất kỳ lỗ hoặc phần đánh dấu nào, ngoài trừ cái được làm tại bảo tàng ở Cairo để cố định nó trên gậy. Vì vậy, không có cách nào để treo nó trong quá khứ hết. Gần một thế kỷ sau khi con chim được tìm thấy, tiến sĩ Ai Cập Khalil Messiha
đã đề xuất một giả thuyết mới rằng nó có thể là mô hình của một chiếc máy bay đơn. Ông tin rằng con chim bị thiếu một chiếc đuôi nằm ngang. Mặt khác, nó có đôi cánh đặt vuông góc, tương tự như cánh của những chiếc máy bay hiện đại. Nó có thể tạo ra lực nâng khí động học cần thiết cho các chuyến bay. Tiến sĩ Messiha cũng khẳng định rằng thời đó người ta thường đặt các mô hình thu nhỏ của các phát minh công nghệ trong lăng mộ. Vậy, có phải người Ai Cập cổ đại đã thực sự phát minh ra máy bay vào năm 200 trước công nguyên không? Điều đó sẽ khiến anh em nhà Wright, những người được coi là nhà phát minh ra ngành hàng không, thực sự khó chịu đó. Họ thực hiện một trong những chuyến bay đầu tiên vào năm 1903. Chỉ có một cách để biết chắc chắn, đó là thử nghiệm mô hình. Nhưng bạn biết đấy, bảo tàng Ai Cập ở Cairo sẽ không thể để một trong những hiện vật quý giá của họ bay lung tung như một món đồ chơi được. Đó là lý do tại sao nhà thiết kế tàu lượn Martin Richards đã chế tạo một mô hình tương tự, lần này bằng gỗ Pasa, và kết luận rằng ngay cả khi có phần đuôi máy bay, mẫu máy bay này cũng không bay được. Vậy là hết tranh luận nhỉ? Không hẳn đâu. Điều này nghe có vẻ không đủ thuyết phục đối với kênh lịch sử, nên họ đã mời chuyên gia khí động học chế tạo một bản sao khác của con chim. Ông đã thử nghiệm nó trong điều kiện thời tiết tương tự như ở Ai Cập và rất ấn tượng với khả năng của chiếc máy bay nhỏ. Vì vậy, nếu họ phát minh ra nguyên mẫu máy bay vào thời các pharaoh, thì đó sẽ là một ví dụ điển hình về opaque, tức là một hiện vật lạc thời, một đồ vật đi trước thời đại về mặt công nghệ hoặc lịch sử. Và chim Sakura không phải là ví dụ duy nhất về ý tưởng mang tính cách mạng như vậy. Năm 1901, một nhóm thợ lặn đã vớt được động cơ Antikythera từ một con tàu đắm dưới nước gần đảo Antikythera của Hy Lạp. Nó được mệnh danh là máy tính tương tự analog đầu tiên trên thế giới và hiện có niên đại khoảng 100 năm trước công nguyên. Cơ chế bằng đồng có thể cho biết vị trí của mặt trời, mặt trăng, các hành tinh và các ngôi sao, cũng như chu kỳ của mặt trăng, ngay của các lần nhật thực sắp tới và thậm chí cả tốc độ mặt trăng di chuyển trên bầu trời. Không ai chắc chắn người đã sử dụng nó là ai và nó được sản xuất như thế nào hoặc ở đâu, nhưng rõ ràng là nó cực kỳ chính xác và quá tiên tiến so với thời đại ấy. Nhà vệ sinh xả nước đầu tiên trên thế giới được phát minh vào giữa thế kỷ 20 đấy. Đùa thôi, người Minoan cổ đại trên đảo Crete ở Địa Trung Hải và nền văn minh thung lũng Indus đều đã sáng tạo ra phát minh tuyệt vời này cùng một lúc. Vào khoảng 4.000 năm trước, hệ thống ống nước và hệ thống vệ sinh được làm tốt đến mức không ai có thể thiết kế bất cứ thứ gì tốt hơn. Cho đến 2.000 năm sau, một nhà vệ sinh Minoan cổ đại đã được phát hiện tại cung điện Knossos. Có vẻ như nó có một chiếc ghế gỗ đặt trên một đường hầm dẫn nước từ hồ chứa trên mái nhà xuống cống ngầm. Các chủ nhà vệ sinh khác lấy nước từ bình, chỉ những người siêu giàu mới có thể sở hữu phát minh đỉnh cao này thôi. Vì vậy, nếu muốn mua bất động sản hồi đó, nhà vệ sinh xả nước sẽ là một dấu hiệu cho thấy bạn đang ở trong khu nhà giàu à nha. Cửa tự động đã trở thành một phát minh thú vị và dường như mới vào năm 1931. Nhưng công nghệ đằng sau chúng thực sự cổ hơn nhiều. Hãy nghĩ đến thế kỷ thứ nhất sau công nguyên, nhà toán học và kỹ sư Heron xứ Alexandria đã nghĩ ra một hệ thống thủy lực để mở và đóng cửa đền. Để nó hoạt động, bạn cần đốt lửa để tạo ra nhiệt. Có một chiếc nồi bằng đồng thau được đổ một nửa nước đặt dưới lửa. Nhà phát minh đã kết nối chiếc nồi đồng với các vật chứa đóng vai trò là vật nặng. Khi lửa cháy, nước tràn vào các thùng chứa, họ đi xuống và kéo dây. Nó không giống như một cánh cửa siêu thị mở ra trước mặt bạn trước khi bạn kịp suy nghĩ đâu. Cánh cửa của Heron phải mất hàng giờ mới mở được và không có cách nào để dừng quá trình này. Đó là lý do tại sao họ chỉ mở cửa mỗi ngày một lần trước khi mọi người vào để tăng thêm chút huyền bí cho ngôi chùa trong các buổi lễ. Sợ chưa? Có vẻ như loại pin đầu tiên được phát minh ở Baghdad khoảng 2.000 năm trước. Một nhà khảo cổ học người Đức đã tìm thấy chiếc lọ đất sét hình bầu dục này vào năm 1938. Các nhà khoa học vẫn chưa chắc chắn nó phục vụ mục đích gì và chính xác ai đã phát minh ra nó. Có giả thuyết cho rằng nó được sử dụng để mạ điện các đồ vật bằng kim loại quý. Khi họ đổ đầy axit yếu như giấm vào pin, pin sẽ tạo ra dòng điện khoảng 1V. Một giả thuyết khác nói rằng đó là một vật chứa sách cuộn thiêng liêng của Hy Lạp. Bạn có muốn mua kính áp tròng do chính Leonardo da Vinci thiết kế không? Năm 1508, ông phát minh ra thấu kính thủy tinh có phễu ở một bên. Bạn phải đeo nó và chứa nước của chúng tôi bên trong để cải thiện tầm nhìn.
nghe hơi khó chịu phải không? Vì vậy, khoảng một thế kỷ sau, nhà khoa học người Pháp René Descartes đã quyết định cải tiến ý tưởng và khiến giác mạc tiếp xúc với các thấu kính trong tương lai. Ống thủy tinh chứa đầy chất lỏng đã giúp cải thiện thị lực, nhưng đáng tiếc là không thể chớp mắt được. Hai thế kỷ rưỡi sau, các công nghệ mới trong ngành công nghiệp kính cho phép các nhà khoa học thiết kế kính áp tròng vừa vặn với mắt và thậm chí cho phép người đeo chớp mắt nữa. Cảm ơn thật nhiều. Tuy nhiên, những thấu kính đó được làm bằng thủy tinh chịu lực nặng và khiến mắt không thể mở được. Khoảng 50 năm sau, kính áp tròng trở nên dẻo, nhẹ, không thể vỡ và chống trầy xước nhưng vẫn che phủ toàn bộ mắt. Và sau đó, vào năm 1948, một kỹ thuật viên quang học người Anh đã vô tình chà nhám một thấu kính nhựa và phát hiện ra rằng chúng vẫn ở nguyên vị trí, ngay cả khi chỉ che giác mạc thôi. Hãy tưởng tượng bạn đang sống ở London thế kỷ 19 và cần gửi một tin nhắn đến New York. Sẽ mất khoảng 10 ngày để đến đó bằng tàu. Vì vậy, khi thời gian giao hàng giảm từ vài ngày sang vài giờ vào năm 1858, đó thực sự là một hiện tượng đấy. Tin nhắn đầu tiên được gửi bởi chính nữ hoàng Victoria. Tất cả đều có thể thực hiện được nhờ vào một tuyến cáp điện báo xuyên Đại Tây Dương chạy dưới đại dương. Đáng buồn thay, phát minh mới thú vị này chỉ tồn tại được vài tuần thôi. Phải mất hàng năm trời để tái sinh nó đấy. Các nhà khảo cổ Ai Cập vừa thực hiện một khám phá phi thường gần Cairo. Nổi trống lên nào! Xác ướp cổ xưa nhất và hoàn thiện nhất chưa từng được phát hiện tại đây. Phải, họ đã giữ bí mật về nó. Ha! Xác ướp 4.300 năm tuổi được tìm thấy trong một nhóm ngôi mộ gần kim tự tháp bậc thang của Djoser, có niên đại từ vương quốc cổ Ai Cập. Nó được bao phủ bởi nhiều lớp vàng. Nhóm nghiên cứu cũng tìm thấy một số ngôi mộ khác, trong đó có một ngôi mộ thuộc về một quan chức Ai Cập cổ đại và một ngôi mộ khác thuộc về một người giữ bí mật, người có quyền thực hiện các nghi lễ đặc biệt. Một ngôi mộ thú vị khác là của một nhà văn, nơi có những bức tượng lớn nhất từng được tìm thấy trong khu vực. Khu chôn cất rộng lớn này cũng là nơi có hơn chục kim tự tháp và nơi an nghỉ. Có lẽ một trong những xác ướp nổi tiếng nhất thế giới là của Hatshepsut. Bà cai trị Ai Cập một cách đáng ngưỡng mộ trong khoảng 20 năm, xây dựng đủ loại tòa nhà ấn tượng và tạo ra các tuyến đường thương mại mới. Nhưng khi nhà khảo cổ học Howard Carter tìm thấy ngôi mộ của bà ở thung lũng các vị vua, quan tài của bà trống rỗng. Tuy nhiên, Carter đã tìm thấy hai chiếc quan tài trong ngôi mộ khác, một chiếc thuộc về vú nuôi của Hatshepsut và chiếc còn lại của một người phụ nữ không rõ danh tính. Năm 2006, một nhóm chuyên gia quyết định điều tra xem người phụ nữ bí ẩn đó có phải là nữ hoàng hay không. Họ tìm thấy một chiếc răng hàm trong chiếc hộp gỗ có tên của Hatshepsut trên đó, và khi họ so sánh nó với một khoảng trống trong miệng xác ướp thì đó là một sự trùng khớp hoàn hảo. Memphis đệ nhị là một nhà cai trị khá ấn tượng, nhưng chính xác ướp của ông cuối cùng mới là người làm nên lịch sử. Chúng ta không biết quá nhiều về cha của ông ấy. Được rồi, tôi sẽ dừng lại. Ramesses được coi là pharaoh quyền lực nhất ở Ai Cập khi ông trị vì trong 6 thập kỷ. Ông cũng sống đến hơn 90 tuổi, điều đó thật tuyệt vời khi xét đến thời kỳ ông ấy sống. Ramesses đệ nhị được cho là cũng có hơn 100 người con, đó là một gia đình lớn. Khi ông qua đời, thi thể của ông ban đầu được chôn cất tại thung lũng các vị vua, nhưng một số kẻ lén lút đã cố gắng cướp đi tất cả kho báu trong lăng mộ của ông. Tuy nhiên, các quan chức thời đó không chấp nhận như vậy nên họ đã chuyển thi thể của ông đến một địa điểm bí mật để giữ an toàn. Rồi nhanh đến những năm 1800, xác ướp của Ramesses đệ nhị được phát hiện cùng với một loạt nhà cai trị và quan chức quan trọng khác, nhưng nó không ở trong tình trạng tốt nhất nên các nhà khảo cổ đã đưa nó tới Paris để nâng niu. Vấn đề là ông không thể được chuyển đến một quốc gia khác. Giải pháp duy nhất hiện có là cấp cho Ramesses đệ nhị hộ chiếu của chính mình. Nghề nghiệp của ông được liệt kê là vua và giấy tờ tùy thân, thậm chí còn có cả ảnh của ông. Bạn biết đấy, hầu hết các xác ướp được biết đến là có làn da quắt queo. Nhưng trường hợp của một phụ nữ châu Á hay còn gọi là Lady Di đã chứng minh điều ngược lại. Không, không phải là công nương Diana. Người phụ nữ giàu có từ thời cổ đại này được phát hiện trong một ngôi mộ được trang trí công phu vào năm 1971 và bà trông thật tuyệt vời nếu chúng ta có thể nói như vậy về một xác ướp. Nhờ những điều kiện đặc biệt trong ngôi mộ của bà, như độ ẩm trong môi trường và thiếu oxy, thi thể của bà gần như được bảo quản hoàn hảo. Làn da của bà mềm mại, mái tóc của bà vẫn còn thẳng và bà vẫn còn dẻo dai.
Bảo tàng hiện đang tự hào trưng bày xác ướp của bà, cũng trưng bày rất nhiều đồ vật lạ mắt được chôn cùng bà, như đồ ăn và nhạc cụ. Các nhà khảo cổ học đã nghiên cứu xác ướp sâu hơn và phát hiện ra rằng bà đã qua đời vì một cơn đau tim ở độ tuổi 50. Mặc dù đã không còn tồn tại trong hơn 2.000 năm, phu nhân Dai vẫn rất ấn tượng. Xác ướp của Ötzi, người băng, được phát hiện ở dãy Alps vào năm 1991. Ban đầu, chính quyền Áo nghĩ rằng ông là một nhà leo núi hiện đại vì ông được bảo quản rất tốt. Hóa ra, ông ta thực sự đến từ thời kỳ đồ đồng. Ông ta được tìm thấy ở một ngọn núi cao hơn 3.048m so với mực nước biển. Thông qua việc nghiên cứu xác ướp của ông ấy, chúng tôi đã học được rất nhiều điều về cuộc sống ở châu Âu thời kỳ đồ đồng. Ví dụ, chúng ta biết rằng ông ta là người gốc Trung Âu và thích ăn thịt. Ông cũng bị viêm khớp, hẹp động mạch và những vấn đề về đường ruột. Nhưng có thể ông đã sử dụng châm cứu và dược liệu để điều trị những tình trạng này. Và rõ ràng ông ấy khá thành thạo với các công cụ. Ông ấy đã mài giũa chúng chỉ vài ngày trước khi qua đời. Ai biết được liệu ông ta đang gặp rắc rối hay chỉ đang chuẩn bị cho một số công việc thường ngày. Vua Tut và câu chuyện của ông rất có thể là câu chuyện khiến tất cả các xác ướp trở nên nổi tiếng. Vị pharaoh này đã qua đời ở tuổi 19 cách đây hơn 3.000 năm, nhưng xác ướp của ông vẫn là một trong những xác ướp nổi tiếng nhất thế giới. Khi lăng mộ của ông được mở vào năm 1922, mọi người phát cuồng vì nó vẫn còn nguyên, không giống như nhiều lăng mộ hoàng gia khác. Nó có một quan tài lấp lánh ánh vàng, trong đó có một quan tài làm bằng vàng, nguyên khối. Ngôi mộ của Tut không chỉ cho chúng ta cái nhìn thoáng qua về lịch sử Ai Cập cổ đại, mà xác ướp của ông còn dạy chúng ta rất nhiều điều về thời gian ông sống. Phân tích DNA giúp xác định cha mẹ ông và tiết lộ rằng pharaoh mắc chứng rối loạn xương hiếm gặp, có thể khiến việc đi lại trở nên khó khăn một chút. Ginger rất có thể là một trong những xác ướp tuyệt vời nhất mà bạn từng nghe nói đến. Ông ấy giống như một người du hành thời gian từ 5.000 năm trước, người vẫn trông như bay với mái tóc vàng và móng được bảo quản hoàn hảo. Ginger được phát hiện ở Ai Cập và được cho là xác ướp được biết đến sớm nhất. Trước khi con người biết đến việc ướp xác, người ta thường đặt thi thể trong những ngôi mộ nông trên cát khô và nóng. Và vì cát hút hết nước nên vi khuẩn không thể sinh sản và thi thể được bảo quản một cách tự nhiên. Hiện nay các nhà khoa học không chắc việc bảo quản Ginger có chủ ý hay không. Nhưng vì ông được chôn cùng với một số bình gốm nên có khả năng người chôn ông đã biết một số kỹ thuật bảo quản nghiêm túc. Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Ginger, ông ấy hiện đang thư giãn tại Bảo tàng Anh. Một nhà sưu tầm nghệ thuật người Hà Lan đã mua một bức tượng từ châu Á và phát hiện ra một điều kỳ lạ. Bức tượng chứa một xác ướp ẩn bên trong. Thật không may, thi thể quá mỏng manh để di chuyển nên họ phải để nó ở đó. Điều thú vị nhất là xác ướp này đã hơn 1.000 năm tuổi và được trưng bày trong 200 năm trước khi được bọc trong bức tượng. Khi các nhà khoa học chụp CT, họ phát hiện ra rằng xác ướp chứa đầy những mảnh giấy vụn có chữ viết. Các chuyên gia nghĩ rằng anh ta có thể đã thực hiện điều gọi là tự ướp xác. Đây là một quá trình khá căng thẳng bao gồm một chế độ ăn kiêng và trà đặc biệt giúp cơ thể bạn ít bị nhiễm vi khuẩn hơn. Chỉ một số ít người có thể thực hiện được nghi lễ này và những người thực hiện được điều đó đều được tôn trọng một cách nghiêm túc. Không có nữ hoàng Ai Cập nào khác có thể khiến các nhà khoa học và sử học bối rối như Nefertiti. Dựa trên những bức tượng của mình, bà được biết đến với chiếc cổ thon, đôi mắt to và gò má cao. Tên của bà ấy có nghĩa là người phụ nữ xinh đẹp đã đến. Nói về việc sống đúng với cái tên của mình hả? Mặc dù bản thân bà không phải là pharaoh, Nefertiti vẫn cố gắng để lại ấn tượng lâu dài. Các ghi chép cho thấy với tư cách là một người vợ và hoàng hậu, bà giữ một vai trò có ảnh hưởng vô cùng lớn. Vì quyền lực của mình, bà ấy thực sự được ngưỡng mộ, nhưng bà ấy cũng đã có khá nhiều kẻ thù trong suốt cuộc đời mình. Bà ấy cũng có quan hệ họ hàng với vua Tut, nhưng không phải về mặt sinh học. Đúng hơn, bà là mẹ kế của ông. Cho đến nay, người dân địa phương vẫn chưa xác định được xác ướp của bà, nhưng điều đó có thể sớm thay đổi. Một nhà Ai Cập học địa phương đang bận rộn khai quật những ngôi mộ ở thung lũng các vị vua, đã tìm thấy hai xác ướp mà ông tin rằng có thể là Nefertiti và con gái của bà. Theo các chuyên gia, có thể chúng ta sẽ sớm có được câu trả lời dứt khoát về danh tính của hai xác ướp này. Và nếu một trong số họ thực sự là Nefertiti, chúng ta có thể sẽ rất may mắn. Phân tích DNA và quét CT của xác ướp có thể cho chúng ta hình ảnh đầy đủ và chính xác nhất về nữ hoàng mà chúng ta từng thấy. Thật điên rồ khi nghĩ rằng chúng ta chỉ mới khám phá được bề mặt của những gì nằm dưới Ai Cập ngày nay.
Nefertiti cai trị trong thời kỳ Ai Cập quyền lực và thịnh vượng, nhưng không may qua đời trong thời kỳ xã hội hỗn loạn, dẫn đến khu mộ của bà bị thất lạc. Xác ướp giờ ở nơi nào? Mọi chuyện xảy ra vào năm 1708, ngày mùng 8 tháng 6, thuyền buồm Tây Ban Nha San Jose đang trên đường từ vùng biển Caribe trở về Tây Ban Nha. Tổng cộng có 17 tàu. Thuyền trưởng của tàu San Jose biết rằng họ đang gặp một số rắc rối vì các tàu của anh đang ẩn nấp xung quanh khu vực đó. Ông biết rằng họ sẽ tìm cách cướp kho báu trên tàu. Kho báu từ tân thế giới có giá trị khổng lồ đến mức nó có thể đảo lộn tiến trình của các sự kiện lịch sử ở châu Âu. Để được an toàn, thuyền buồm Tây Ban Nha phải đến Cartagena de Indias, khu vực Colombia ngày nay. Nhưng đáng buồn thay, số phận của San Jose đã được định sẵn từ trước. Bốn con tàu của anh xuất hiện, chiếc thuyền buồm không thể thoát ra an toàn, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay lại và chiến đấu. Sau đó, tất cả sự hỗn loạn bắt đầu. Những lá cờ đỏ cho thấy trận chiến bắt đầu, tiếng súng nổ, mùi thuốc súng. Không ai biết chính xác mọi thứ kết thúc như thế nào. Khi hoàng hôn buông xuống, thật khó để nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra. Điều duy nhất còn lại trong lịch sử là chiếc xoáy hạ San Jose bị chìm và rồi tất cả đều chìm trong im lặng. Không có gì ngạc nhiên khi San Jose với tư cách là xoáy hạm là chiếc thuyền buồm quan trọng nhất về mặt chiến lược. Con tàu sẽ mang theo một lượng lớn kim loại quý như vàng và bạc, ngọc trai và đá quý như ngọc lục bảo. Tất cả những thứ đó bị chôn vùi dưới đáy đại dương trong 3 thế kỷ tiếp theo. Nhưng vì sao kho báu bị mất này lại mang tính huyền thoại đến vậy? Đầu tiên, giá trị mặt tài chính mà các nhà khoa học ước tính về kho báu thực sự gây sốc cho mọi người. Con tàu được cho là chở từ 7 triệu đến 12 triệu peso. Hãy quy đổi nó ra giá trị ngày nay. Đúng thế, đó có thể không phải là khối tài sản mà Elon Musk có, nhưng nó vào khoảng 10 tỷ đô la. Với số tiền đó, bạn có thể tự thưởng cho mình một vài chiếc máy bay phản lực tư nhân, cả một bãi đỗ xe Lamborghini và một biệt thự sang trọng, và bạn vẫn còn rất nhiều tiền. Bạn có thể nghĩ rằng tất cả chắc hẳn đã bị rỉ sét giống như những mảnh vụn được tìm thấy trên tàu Titanic. Nhưng khi nói đến vàng, mọi thứ lại khác. Tàu Titanic không chở vàng, hoặc ít nhất là không nhiều. Những đồ trang sức trên tàu Titanic đều là đồ dùng cá nhân, và điều thú vị về vàng là nó không bao giờ phản ứng với oxy. Điều đó có nghĩa là vàng thật sẽ không bị rỉ hay xỉn màu. Vì vậy, nếu chiếc vòng cổ bằng vàng của bạn sẫm màu hơn một chút, thì đó là dấu hiệu cho thấy đó không phải là vàng nguyên chất mà là một hợp kim. Mặt khác, điều này cũng rất tuyệt vì bạn có thể dễ dàng làm sạch nó. Quay trở lại kho báu bị mất của San Jose. Những đồng tiền vàng ở đó, thậm chí hơn 300 năm sau, được cho là trông giống hệt như khi chúng vừa được đúc. Bây giờ, quay trở lại nơi mà con tàu được cho là đã chìm. Bạn có nhớ tôi đã nói rằng thuyền trưởng muốn đến bờ biển Colombia ngày nay? Chà, vào ngày mùng 4 tháng 12 năm 2015, con tàu đã thực sự được tìm thấy ở vùng biển Colombia. Cũng như nhiều điều quan trọng khác hiện nay, thế giới biết đến tin tức này từ một dòng tweet. Đó là dòng tweet của Tổng thống Colombia, khi đó là Juan Manuel Santos. Mọi người đã tìm kiếm San Jose trong nhiều thập kỷ, và sau khi nó được tìm thấy, nó chỉ trở nên nổi tiếng hơn và thậm chí nhiều tin đồn về nó bắt đầu xuất hiện. Một trong những huyền thoại đã được kể bởi chính cựu Tổng thống Santos. Sau khi xác tàu được tìm thấy, có một cuộc phỏng vấn ngắn trên đài phát thanh. Vấn đề là khám phá này đến khá bất ngờ. Những người đã dành rất nhiều thời gian và công sức để tìm kiếm xác con tàu bị đắm và nhiều người trong số họ thậm chí đã từ bỏ hy vọng tìm thấy nó. Juan Manuel Santos đã kể câu chuyện về việc xác tàu đã được phát hiện ra như thế nào. Có một sự kiện chính thức được tổ chức bên ngoài Colombia và tại đó có một người đàn ông đến bắt chuyện với ông. Ông ta trông giống nhà văn nổi tiếng Hemingway với bộ râu trắng và tóc bạc. Điều duy nhất mà người này muốn là 2 phút trò chuyện với Santos. Tổng thống đã nhượng bộ và lắng nghe người đàn ông đó. Những gì xảy ra tiếp theo là không thể tin được. Người đàn ông lấy ra một tấm bản đồ cổ, chính xác hơn là một bản sao được đóng khung cẩn thận và nói với Tổng thống rằng không ai khác biết về nó. Người đàn ông chỉ vào một điểm chính xác. Ông ấy nói rằng đó là vị trí chính xác của kho báu và nơi đó không xuất hiện trên bất kỳ bản đồ nào khác. Ông ấy chắc nịch rằng mình biết kho báu ở đâu. Câu chuyện nghe có vẻ điên rồ và vô lý. Bất kể người đàn ông đó là ai, cuối cùng thì ông ấy cũng đúng. Danh tính của ông ấy vẫn là một bí ẩn đối với mọi người. Nhưng bằng cách nào đó, người đàn ông đó đã tìm được nguồn tài trợ, xác định khu vực cần kiểm tra và thậm chí còn tìm đường đến gặp Tổng thống. Phải rồi, San Jose chất đầy vàng và ai tìm thấy nó sẽ giàu có đến suốt đời. Nhưng hãy đối mặt với thực tế.
Không một đời nào một người bình thường có thể khám phá ra một kho báu như vậy vì nó đòi hỏi quá nhiều công sức và kinh phí. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thích săn tìm kho báu và bạn muốn lên đường đi tìm một chiếc giường kho báu nào đó? Chà, tôi đoán tôi có một câu chuyện về những người bình thường luôn tìm kiếm và thậm chí cuối cùng đã tìm thấy kho báu thực sự. Hãy cùng gặp gỡ Forrest Fenn, một triệu phú lập dị giấu kho báu trị giá từ 1 đến 5 triệu đô la. Giá trị chính xác không được xác định, bạn thấy đấy. Ngay cả chính ông Fenn cũng nói rằng ông ấy chưa bao giờ cố gắng định giá nó. Bên trong chiếc giường có 265 con đại bàng vàng và đại bàng đôi của Mỹ, tiền cổ, quạng vàng và vô số thứ khác. Forrest đã giấu chiếc giường ở dãy núi Rocky và công bố cuộc truy tìm kho báu vào năm 2010. Bây giờ, hãy tập trung vào bản đồ một chút và xem dãy núi Rocky rộng lớn như thế nào. Về cơ bản, những người săn tìm kho báu sẽ lùng sục cả hai quốc gia, Hoa Kỳ lẫn Canada. Lúc đầu, đó là một cuộc truy tìm kho báu nhỏ, chỉ có một vài người biết về nó. Nhưng một thời gian sau, sự cạnh tranh ngày càng tăng lên khi hàng chục nghìn người lên đường đi tìm kho báu. Có nghiên cứu nói rằng, trong thập kỷ qua, khoảng 350.000 người đã thử vận may để tìm kiếm chiếc giường bí ẩn. Để thông báo về cuộc truy tìm, Forrest Fenn đã sử dụng một bài thơ gồm 24 dòng. Bài thơ có một số gợi ý mà hầu hết những người săn tìm kho báu đều không giải mã được. Nó được giấu kỹ đến nỗi phải mất 10 năm người ta mới phát hiện ra nó. Ngoài ra, còn có một blog tên gọi Thrill of the Chase. Và vào ngày 6 tháng 6 năm 2020, ông Fenn cuối cùng đã đăng tin tức được chờ đợi từ lâu. Kho báu đã được tìm thấy. Bản thân Forrest thừa nhận rằng bất kỳ ai đọc kỹ hướng dẫn từ bài thơ đều có thể tìm thấy kho báu. Bài thơ đã tạo ra rất nhiều tiếng vang trên Internet. Có rất nhiều người dùng cố gắng giải mã 9 gợi ý trong bài thơ. Một số người trong số họ thậm chí còn đề xuất các chìa khóa có thể để giải câu đố. Những suy đoán đó có thể đã giúp ích cho người cuối cùng đã tìm thấy kho báu. Lúc đầu, ngay cả bản thân Forrest Fenn cũng không biết ai đã giải được tất cả các mật mã trong bài thơ, xuyên qua khu rừng rậm và lấy được chiếc giường. Người thợ săn may mắn đó muốn được ẩn danh và tất cả những gì chúng ta biết ban đầu là đó là một người đàn ông đến từ miền đông Hoa Kỳ. Người chiến thắng đã gửi một bức ảnh cho Forrest Fenn và thế là cuộc truy tìm kho báu chính thức kết thúc. Tuy nhiên, một thời gian sau, người đó đã lộ diện, đó là Jack Struff, cựu nhà báo và sinh viên y khoa. Kho báu được giấu dưới tán sao trong rừng ở dãy núi Rocky. Thảm thực vật ở đó tươi tốt nên chiếc giường được giấu sâu bên trong. Chiếc giường chưa bao giờ bị dịch chuyển khỏi nơi cất giấu ban đầu. Vị trí chính xác vẫn chưa được biết. Nhưng chúng ta biết rằng kho báu được giấu ở Wyoming. Jack thừa nhận rằng không phải tất cả những đồ vật quý giá được quảng cáo đều được tìm thấy trong giường. Một con lách vàng nhỏ trên vòng cổ và một chiếc nhẫn ngọc lục bảo Tây Ban Nha đã bị mất. Forrest thực sự đã tìm thấy con lách trong bộ sưu tập của mình và đưa nó cho Stuart, nhưng ông ấy không tìm thấy chiếc nhẫn. Cuộc truy tìm kho báu do Forrest Fenn tạo ra có vẻ xa hoa, nhưng ông đã giải thích lý do đằng sau quyết định này. Ông tuyên bố điều duy nhất mà ông có trong đầu là mang đến cho mọi người một chút hy vọng. Khi nghe đến từ xác ướp, có thể bạn sẽ cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng. Đó là vì hầu hết chúng ta đều liên tưởng từ này với những nhân vật đáng sợ trong các bộ phim kinh dị mình từng xem. Nhưng trên thực tế, các xác ướp đã giúp chúng ta hiểu được rất nhiều về các nền văn minh cổ đại, những người cai trị trong các thời đại đó và về cách con người từng đối mặt với việc mất đi những người thân yêu của mình. Những người nổi tiếng nhất thế giới về xác ướp là người Ai Cập cổ đại. Họ tin rằng sau khi qua đời, con người có thể tồn tại dưới hình thức nào đó nếu đáp ứng được một số điều kiện nhất định. Đó là lý do tại sao họ nhất quyết bảo quản cơ thể bằng cách ướp xác và đặt xác ướp vào một ngôi mộ có sẵn đồ đạc. Như thế, xác ướp sẽ có một nơi ở riêng đầy đủ công năng vậy. Tại sao mọi người thời đó lại tin vào điều này? Chà, phần lớn là vì họ có mối liên hệ sâu sắc với môi trường tự nhiên của mình. Họ chứng kiến các hiện tượng tự nhiên xung quanh mình tuần theo chu kỳ, ví dụ như mặt trời mọc hàng ngày, sau đó là mặt trăng, hay sự sống mới luôn nảy mầm từ thực vật ngay cả khi chúng đã héo úa. Họ cũng tin rằng linh hồn mạnh mẽ Osiris, người đại diện cho chu kỳ chết đi và hồi sinh, đóng vai trò trong quá trình này. Để chuẩn bị cho thế giới bên kia, người Ai Cập cổ đại tuân theo một số nghi lễ nhất định như ướp xác bằng cách sử dụng các vật liệu như mật ong, nhựa cây và hương để bảo quản thi thể. Xác ướp nổi tiếng nhất là xác ướp vua Tut. Ông là một pharaoh trẻ tuổi trị vì hơn 3.000 năm trước ở Ai Cập. Vấn đề với việc khám phá những lăng mộ hoàng gia cổ đại là hầu hết những khu mộ này đều đã từng bị lũ trộm ghé thăm.
Mọi người đều biết rằng những người thuộc tầng lớp cai trị ngày xưa luôn được chôn cùng nhiều đồ đạc có giá trị, nên những địa điểm này rất dễ bị trở thành mục tiêu của bọn trộm. Khi lăng mộ vua Tut được khai quật vào năm 1922, mọi người rất phấn khởi vì nó chưa bị cướp phá như nhiều lăng mộ hoàng gia khác được phát hiện trước đó. Lăng mộ này được giấu kỹ đến vậy đấy. Bên trong, xác ướp của vị vua trẻ tuổi được đặt gọn trong tổng cộng 3 chiếc quan tài, trong đó có một chiếc làm bằng vàng. Những đồ vật được tìm thấy trong lăng mộ cho chúng ta biết dáng vẻ của Ai Cập cổ đại trông như thế nào. Và việc nghiên cứu xác ướp của vua Tut cũng giúp chúng ta tìm hiểu về văn hóa, tập tục phổ biến vào thời điểm ông qua đời. Chúng ta cũng biết thêm về gia đình hoàng gia sau khi phân tích DNA của ông. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng vị vua trẻ tuổi mắc bệnh sốt rét và có vấn đề ở bàn chân khiến ông gặp khó khăn trong việc đi lại. Ramses đệ nhị là một vị pharaoh khác ở Ai Cập đã trị vì trong 68 năm. Đó là quãng thời gian khá dài vào thời đó. Ông nổi tiếng với các chiến dịch mở rộng và xây dựng các dự án. Nhiều đồ vật từ thời đại cai trị của ông vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay, trong đó có một bức tượng lớn của vị pharaoh này. Ramses đệ nhị cao khoảng 1m8 và thọ khoảng 90 tuổi. Sau khi quan sát xác ướp của ông, các nhà khoa học kết luận rằng có thể ông đã mắc một căn bệnh nào đó ảnh hưởng đến cột sống. Bây giờ, bạn có nhớ những tên trộm mà tôi đã đề cập ở phần trước không? Chúng có lẽ là lý do khiến Ramses đệ nhị cuối cùng lại được đặt trong một chiếc quan tài đơn sơ trong bộ sưu tập bí mật gồm các xác ướp hoàng gia tại Deir el-Bahari, nơi được phát hiện lại vào năm 1881. Rất may, các nhà khảo cổ đã có thể nhận dạng được ông vì hành trình của ông đã được ghi lại trên lớp bọc ngoài xác ướp. Quá trình này thực sự rất tẻ nhạt. Trên thực tế, thời Ai Cập cổ đại, quá trình ướp xác có thể mất đến 70 ngày để hoàn thành. Một người đặc biệt sẽ có một bài phát biểu rất cụ thể sau khi xử lý thi thể một cách tinh tế và lau khô bằng cách sử dụng một loại muối gọi là natron. Họ cũng sử dụng vải lanh và nhựa cây để làm cho cơ thể trông thật hơn và bọc nó trong vải. Ngôi mộ cũng quan trọng không kém đối với người Ai Cập cổ đại. Ví dụ, các bức tường trong lăng mộ của vua Tut được trang trí bằng những tác phẩm nghệ thuật phức tạp mô tả hành trình của ông sang thế giới bên kia, từ lễ tang cho đến chuyến đi qua địa ngục. Người Ai Cập cổ đại tin rằng mọi người đều phải trải qua hành trình này sau khi qua đời và họ lấp đầy ngôi mộ bằng những vật phẩm và tranh vẽ để giúp đỡ người đã khuất trong chuyến du hành tâm linh. Ngoài ra, các bức tường của ngôi mộ được trang trí bằng những câu thần chú từ một cuốn sách đặc biệt, trong đó có một tập thơ mà người Ai Cập tin rằng sẽ giúp con người sang được thế giới bên kia. Và nếu đề cập đến tầm quan trọng của cuộc hành trình này, thì người ta còn đặt cả thức ăn vào những ngôi mộ nữa. Trong lăng mộ của vua Tut, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra 36 lọ đồ uống và 8 giỏ trái cây, và mọi người tin rằng những thứ này sẽ giúp ông trong hành trình sang thế giới bên kia. Người Ai Cập tin rằng con đường sang thế giới bên kia mất rất nhiều thời gian, nên họ để lại rất nhiều nhu yếu phẩm như thức ăn và nước uống để những người thân yêu của mình có thể trải qua quãng đường đó suôn sẻ. Các pharaoh thường có nhiều quần áo sang trọng và đồ trang sức đẹp mắt trong lăng mộ để đảm bảo rằng họ sẽ luôn có diện mạo oai nghiêm trong suốt hành trình này. Các trang phục bao gồm nhiều loại quần áo vải lanh, chẳng hạn như áo chẽn, khăn quàng cổ, găng tay và mũ đội đầu, cũng như rất nhiều đồ trang sức bằng vàng đính đá quý như vòng tay, khóa, mặt dây chuyền, nhẫn và thậm chí cả những hình ảnh quý giá về côn trùng để bảo vệ họ. Một số còn được đặt những chiếc quạt làm từ ngà voi và lông đà điểu để được mát mẻ ở thế giới bên kia. Một số nhà cai trị thời cổ đại thậm chí còn được đặt trong lăng tẩm tồn tại vĩnh cửu của họ với những chiếc thuyền. Ví dụ, pharaoh Khufu đã xây dựng kim tự tháp vĩ đại ở Giza làm lăng mộ cho mình và bên trong đó có một con thuyền lớn. Tuy nhiên, vua Tut được chôn cất cùng với nhiều mái chèo nhưng không có con thuyền thực sự nào. Thay vào đó, ông có 3 chiếc xe ngựa và vô số gậy trống làm bằng vật liệu quý. Có lẽ ông thích di chuyển đến thế giới bên kia bằng đường bộ chứ không phải bằng đường thủy. Trong số những đồ vật thú vị nhất được tìm thấy gần các xác ướp cổ đại là những chai dầu và nước hoa. Nếu những người thống trị thích mặc trang phục hợp thời trang, tại sao lại không điểm thêm những mùi hương dễ chịu, phải không? Ngoài ra, một vài người trong số họ còn có mang theo bàn chơi trò chơi cổ. Hầu hết đều được làm từ những vật liệu quý như vàng hoặc ngà voi,
Một trong những trò chơi đó có tên là Senet. Nó rất phổ biến với người Ai Cập cổ đại và rất giống với cờ vua hiện đại. Người Ai Cập cổ đại có thể có những xác ướp nổi tiếng nhất, nhưng họ không phải là người đầu tiên phát minh ra quy trình này. Trên thực tế, mọi chuyện bắt đầu ở Nam Mỹ với nền văn minh cổ đại tên là Chinchorro. Theo những gì chúng ta biết ngày nay, họ là những người đầu tiên ướp xác những người thân yêu đã qua đời. Người Chinchorro đã làm điều này khoảng 2.000 năm trước khi người Ai Cập bắt đầu những nghi lễ của riêng mình. Chắc chắn chúng ta có thể biết nhiều điều về những người cai trị thời cổ đại bằng cách nghiên cứu những xác ướp này. Nhưng cho đến gần đây, chúng ta vẫn chưa biết họ thực sự trông như thế nào khi còn sống. Tuy nhiên, cách đây không lâu, một số bức tranh xác ướp rất đặc biệt đã được các nhà khảo cổ tìm thấy khi nghiên cứu các đồ vật Ai Cập cổ đại. Những bức chân dung xác ướp này là những bức tranh rất chi tiết về các cá nhân và được vẽ khi họ vẫn còn sống. Những bức tranh như vậy thường được vẽ trên gỗ, trái ngược với những bức chân dung cổ điển mà chúng ta đều biết được vẽ trên canvas. Chúng nổi tiếng về mức độ chân thực và vẻ đẹp, thậm chí còn được các nhà nghiên cứu sử dụng để chẩn đoán bệnh bằng cách so sánh chúng với các xác ướp tương ứng. Một số bức chân dung này còn có hình mô tả đồ trang sức, những thứ sau này được tìm thấy trên các xác ướp. Phát hiện gần đây về những bức chân dung xác ướp này ở miền Trung Ai Cập rất có ý nghĩa vì nó đánh dấu lần đầu tiên sau hơn một thế kỷ người ta đã tìm thấy những bức tranh như vậy. Xác ướp cũng xuất hiện trên khắp thế giới một cách tự nhiên. Quá trình ướp xác có thể xảy ra mà không cần có sự can thiệp của con người, do điều kiện tự nhiên như môi trường cực lạnh hoặc nóng, những nơi thiếu oxy hoặc vô tình tiếp xúc với hóa chất bảo quản thi thể. Những điều kiện này không cho phép vi khuẩn phát triển, dẫn đến cơ thể người chết ít nhiều còn nguyên vẹn. Ozzy nổi tiếng là một trong những xác ướp như vậy. Giờ đây chúng ta đã biết ông là một người sống cách đây khoảng 5.000 năm ở châu Âu. Nhưng khi được phát hiện ở dãy Alps vào năm 1991, ban đầu chính quyền Áo tin rằng ông là một nhà leo núi hiện đại vì thi thể được bảo quản rất tốt. Tuy nhiên, sau khi Ozzy được đưa ra khỏi sông băng, người ta xác định rằng ông ấy thực sự là người sống ở thời đại đồ đồng. Hãy tưởng tượng rằng bạn 15 tuổi và đã chán chơi game. Để giết thời gian, bạn quyết định quay lại sở thích ngày xưa, đó là truy tìm các thành phố đã mất của người Maya. Bạn đã nghe nói rằng một số nền văn minh cổ đại đã xây dựng các thành phố dựa trên các tròn sao. Vì vậy, bạn quyết định kiểm tra xem điều này có đúng với người Maya hay không. Bạn tìm thấy một cuốn sách chứa tất cả các tròn sao mà nền văn minh Maya tin là tồn tại. Bạn mở Google Maps và lập bản đồ mọi thành phố cổ của người Maya đã được phát hiện cho đến nay. Bạn bắt đầu thấy rằng thông tin trên rất đúng. Và quả thật, những thành phố cổ đại lớn nhất của người Maya tương ứng với những ngôi sao sáng và lớn nhất trong các tròm sao. Sự việc đang trở nên thú vị rồi đấy. Khi lập bản đồ được hơn 100 thành phố cổ xưa, bạn đột nhiên nhận thấy một điều kỳ lạ. Có một khu vực trên bán đảo Yucatan ở Mexico, nơi các nhà khảo cổ học đã khai quật được hai thành phố của người Maya. Nhưng trên bản đồ tròm sao có 3 ngôi sao. Điều này có nghĩa là gần đó có một thành phố đã mất từ lâu, đang chờ được khám phá. Có thể bạn nghĩ chuyện này quá viển vông, nhưng có thật đấy. Trước đây, câu chuyện như vậy đã xảy ra với một cậu bé người Canada tên là William Gadduri. Cậu được biết đến như một thiên tài về khoa học và thậm chí đã giành được giải thưởng cho giả thuyết về chòm sao mà chúng tôi vừa nói ở trên. Khi nhận thấy bị thiếu thành phố thứ 3 trong chòm sao thứ 23 mà mình đang kiểm tra, William bắt đầu lùng sục trên mạng để tìm những bức ảnh vệ tinh có thể giúp cậu giải đáp bí ẩn này. Cậu đã xem các hình ảnh từ NASA, JAXA, một công ty vệ tinh đặt tại Nhật Bản, và Google Earth. Những hình ảnh này vẫn chưa đủ để trả lời câu hỏi của William. Vì vậy, cậu đã liên hệ với một người bạn trong cơ quan vũ trụ Canada. Người này đã cung cấp cho cậu hình ảnh vệ tinh mới nhất, trong đó có câu trả lời mà cậu đang tìm kiếm. Theo những hình ảnh đó, có một khu quảng trường lớn nằm ngay biên giới của Mexico và Belize, trông giống như tàn tích của một thành phố. William đã đưa những hình ảnh này cho một chuyên gia viễn thám là tiến sĩ Armand Laroque của Đại học New Brunswick. Họ đã nghiên cứu kỹ các hình ảnh và kết luận rằng khu vực này có thể chứa 30 tòa nhà và cả một kim tự tháp lớn. Cộng đồng khoa học và khảo cổ phát cuồng với khám phá của cậu bé 15 tuổi kia. Điều này có thể là sự thật không? Cũng có cơ sở. Các thành phố Maya đã mất bắt đầu được khai quật vào giữa thế kỷ thứ 20. Kể từ đó, tàn tích của các thành phố như Tikal, Palenque và Uxmal đã được khám phá lại. Maya là một trong những nền văn minh tiền Columbus lớn nhất ở châu Mỹ.
họ bắt đầu định cư ở khu vực nói trên vào năm 1500 trước Công Nguyên. Các chuyên gia tin rằng, vào thời kỳ đỉnh cao, nền văn minh Maya có hơn 40 thành phố với dân số hàng triệu người, đông đúc nhỉ. Và những thành phố của họ khá thú vị. Nền văn minh của họ trải dài khắp bán đảo Yucatan của Mexico, Guatemala và Belize. Họ sống chủ yếu nhờ nông nghiệp, vì vậy họ đã phát triển một hệ thống thủy lợi phức tạp ở hầu hết các thành phố. Họ đã xây dựng rất nhiều các tòa nhà nghỉ lễ, kim tự tháp, quảng trường và thậm chí cả sân bóng. Người Maya là những người xây dựng kim tự tháp tài giỏi, nhưng họ cũng phát triển một hệ thống thiên văn tiên tiến. Với bất kỳ công nghệ cổ xưa nào có được, họ cũng có thể dự đoán vị trí chính xác của các hành tinh như sao Kim, sao Hỏa và họ có thể dự đoán chính xác ngày xảy ra nhật thực. Đó là lý do vì sao phương pháp mà William sử dụng để khám phá thành phố Maya đã mất tích từ lâu này là khác thường, nhưng không hoàn toàn phi lý. Người Maya là những nhà thiên văn học nhạy bén, vì vậy không quá kỳ lạ khi họ xây dựng những công trình lớn liên quan đến bầu trời nhỉ. Và họ không phải là những người đầu tiên làm việc đó. Có một nhánh Ai Cập học nổi tiếng chuyên nghiên cứu cách các kim tự tháp Giza được xây theo đúng hướng của chòm sao Orion. Nghĩa là mỗi kim tự tháp được xây có chủ đích sao cho nó đúng hướng với một trong những ngôi sao chính của vành đai Orion. Theo William, ban đầu cậu có ý tưởng xem xét các chòm sao của người Maya vì không hiểu được vì sao họ lại xây dựng thành phố của họ ở những nơi đó. Hầu hết các thành phố lớn như Chichen Itza và Uxmal không ở gần bất kỳ con sông hay vùng nước lớn nào. Thay vào đó, chúng được xây dựng trên những vùng đất biên giới và trên đỉnh núi. Điều này khiến cậu bé 15 tuổi bối rối. Suy nghĩ tiếp theo của cậu đó là nó liên quan gì đó đến thiên văn học. William đặt tên cho thành phố mới mà cậu khám phá ra là Miệng Lửa, cũng là biệt danh của tôi đấy. Cậu thậm chí nhận được bằng khen cho công sức của mình. Tuy nhiên, giả thuyết của cậu đã gây tranh cãi rất nhiều trong cộng đồng khảo cổ học và nhiều chuyên gia về Maya đã bác bỏ những phát hiện của William. Một số nhà khảo cổ học nói rằng các giả thuyết về chòm sao của cậu quá phản khoa học. Anthony Aveni, một nhà nhân chủng học và thiên văn học nổi tiếng, gọi phương pháp của William là trí tưởng tượng sáng tạo. Ông giải thích rằng không có cách nào để biết chắc chắn các chòm sao của người Maya là gì, tất cả chỉ là lý thuyết. Một phản bác về những phát hiện của William nữa đến từ nhà Maya học David Stuart. Ông nói rằng thứ được xác định trên hình ảnh vệ tinh chỉ là một cánh đồng ngô lâu năm. Tuyên bố của ông được hỗ trợ bởi một cuộc thám hiểm diễn ra gần khu vực trên vào năm 2021 khi các nhà khảo cổ học tham gia báo cáo rằng không có gì ở đó. Tuy nhiên, chuyện một cậu bé 15 tuổi gần như đã tìm thấy một thành phố đã mất từ lâu của người Maya khá thú vị đối với tôi. Những kỹ thuật tương tự với kỹ thuật của William đang được áp dụng để khai quật các nền văn minh đã mất trên khắp thế giới. Theo nhà khảo cổ học vũ trụ Sarah Parcak, hình ảnh vệ tinh đóng vai trò quan trọng trong việc khám phá các thành phố cổ ở Ai Cập và những nơi khác. Bản thân Sarah dành phần lớn thời gian trong ngày tìm kiếm các hình ảnh để tìm mọi dấu hiệu về những nơi mà cách đây rất lâu từng là thành phố. Cô ấy nói, chuyện là bất cứ khi nào bạn chôn bất cứ thứ gì, nó sẽ bị bao phủ bởi thảm thực vật, đất cát hoặc một số công trình hiện đại khác phía trên. Ví dụ, để đánh giá xem có thứ gì chôn dưới những tán cây lớn hay không, Sarah sử dụng công nghệ hồng ngoại. Một phát hiện quan trọng gần đây ở Brazil đã được thực hiện theo cách tương tự. Hình ảnh vệ tinh đã phát hiện ra một mạng lưới các chiến hào có từ năm 200 đến năm 1200. Các chiến hào này cho thấy chúng có thể chứa được khoảng 60.000 người. Trong trường hợp này, hình ảnh vệ tinh thực sự tương ứng với những gì có ở khu vực đó. Các nhà nghiên cứu của Đại học Florida đã tìm thấy một số gò đất có rãnh và hình vẽ trên mặt đất đi kèm. Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy tàn dư của những bức tường được thiết kế cẩn thận, tập trung xung quanh các quảng trường, rất giống kiểu xây dựng của người Maya cổ đại. Những tiến bộ trong công nghệ vệ tinh cũng đã làm sáng tỏ những thành phố cổ xưa đã được khám phá từ lâu của người Maya như Tikal. Nằm ở trung tâm của khu rừng rậm Guatemala, Tikal được cho là thủ đô của đế chế Maya cổ đại. Vào thời kỳ đỉnh cao, nó có tầm quan trọng tương đương với các thành phố như London hay New York ngày nay. Nó bao gồm một loạt các di tích phức tạp, nhiều trong số đó được cho là nơi an nghỉ của các vị vua và tù trưởng. Người ta biết Tikal rất lớn, nhưng những khám phá gần đây cho thấy nó có thể còn lớn hơn gấp 3 lần những gì các nhà khoa học nghĩ ban đầu. Khám phá chính bao quanh một pháo đài ở ngoại ô thành phố cho biết thành phố ban đầu đã trải dài bao xa. Và những khám phá mới vẫn tiếp diễn. Năm 2017, các nhà nghiên cứu cũng đã khai quật được những manh mối mới liên quan đến nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của nền văn minh Maya. Sử dụng dữ liệu từ một nơi ở Ceiban, cách Tikal khoảng 100 km về phía tây nam, các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu carbon phóng xạ
từ gốm sứ và các cuộc khai quật khảo cổ để trích xuất thông tin mới về sự chấm dứt đột ngột của nền văn minh vĩ đại này. Thông tin cho thấy, thay vì sụp đổ đột ngột, nó rất có thể sụp đổ vì những làn sóng bất ổn xã hội và khủng hoảng chính trị. Những sự kiện này được cho là đã khiến các trung tâm thành phố của người Maya xuống cấp và bắt đầu gây ra sự phân tán dân số. Chà, có vẻ như đây là thời điểm quan trọng để khám phá những tàn tích cổ xưa. Bạn nghĩ sao? Bạn cũng sẽ thử chứ? Hãy tưởng tượng đến việc khám phá một thành phố cổ đại mà không cần phải rời xa sự tiện nghi tại nhà của bạn nào. Vào năm 1963, một người đàn ông tại tỉnh Nevşehir, Thổ Nhĩ Kỳ đã làm được điều đó. Lúc ấy anh ta đang tu sửa ngôi nhà của mình. Anh phá bỏ một bức tường dưới hầm và tìm thấy một căn phòng bí ẩn. Anh tiếp tục đào và nhìn thấy một con đường hầm. Thành phố ngầm Derinkuyu được tìm thấy như thế. Derinkuyu là một trong những khu định cư ngầm đa tầng sâu nhất tại Cappadocia cũng như toàn bộ lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Kiệt tác này có 8 tầng. Các cư dân sống tại đây có thể đi vào các kho chứa, khu vực lưu trữ, nhà thờ, trường học, phòng học và nhiều công trình khác. Các tầng được kết nối với nhau thông qua một mạng lưới đường hầm rộng lớn. Người ta tin rằng thành phố ngầm này được xây dựng để làm nơi trú ẩn. Bạn không thể nhìn thấy công trình từ bên ngoài. Độ sâu của nó là khoảng 85 mét. Khu phức hợp này đủ lớn để cung cấp nơi trú ẩn cho khoảng 20.000 người cùng gia súc và thực phẩm. Nơi đây còn có một giếng thông gió cao 54 mét. Người ta dùng nó vừa để thông gió, vừa để lấy nước. Cái giếng cung cấp nước cho cả người dân sống trên mặt đất và cư dân dưới thành phố ngầm. Điều thú vị đó là những người sống ở tầng dưới có thể cắt nguồn nước của dân tầng trên và mặt đất. Nguyên nhân là để giữ cho nước không bị đầu độc. Nơi đây được thiết kế để bảo vệ người dân. Các đường hầm có thể bị chặn lại từ bên trong bằng những cánh cửa đá lăn hình tròn khổng lồ. Các lối đi cực kỳ hẹp. Kẻ xâm lược tiềm tàng phải đi từng người mới vào được đường hầm. Có vẻ như họ đã nghĩ ra mọi phương án từ tận thế kỷ thứ 7 trước công nguyên. Các nhà khảo cổ tin rằng người Phrygia là những người đầu tiên tạo ra các tầng. Sau đó, công trình này được sử dụng và cải tiến vào thời La Mã. Đó là lúc các nhà thờ được cất nên. Tuy nhiên, Derinkuyu thịnh vượng nhất vào thời kỳ đế chế Byzantine. Nhưng làm thế nào mà những người này có thể xây dựng các đường hầm như vậy? Loại đá mà họ đào để làm các tầng không phải là đá thông thường. Nó là magma mềm. Loại đá này xuất hiện do một quá trình địa chất bắt đầu hàng triệu năm trước. Các trận phun trào núi lửa đã phủ kín khu vực này bằng lớp tro bụi dày. Sau đó, nó đã trở thành loại đá mềm kể trên. Các phần mềm hơn bị xói mòn do gió và nước nên chỉ còn phần vật chất cứng cáp. Điều thú vị đó là ống khói cổ tích cũng cấu tạo từ đá magma mềm có hình dạng phức tạp. Nhưng chúng hoàn toàn tự nhiên và không bị con người can thiệp. Tôi vẫn đang ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng lần này điểm đến sẽ là Kanakale. Đây là nơi mà huyền thoại trở thành sự thật. Trong suốt 3.000 năm trời, người ta tin rằng sử thi Iliad của Homer là chuyện hư cấu và thành Troy chưa bao giờ tồn tại. Vào năm 1863, mọi thứ thay đổi. Một người nước ngoài có tên Frank Calvert đã phát hiện ra các di tích cổ ở phía tây Thổ Nhĩ Kỳ. Anh tin chắc rằng chúng thuộc về thành phố Troy cổ đại. Heinrich Schliemann đã khảo sát khu vực này vào năm 1868. Đó là lúc thành Troy lại được nhìn thấy ánh sáng mặt trời sau hàng thế kỷ. Troy có nhiều lớp phức tạp. Sau nhiều năm, đã có 9 thành phố cổ được xây đè lên nhau. Các nhà sử học cho biết nơi đây nằm ngay giữa châu Âu và châu Á, vậy nên nó đã trở thành một trung tâm thương mại và văn hóa phồn thịnh. Vị trí chiến lược này khiến Troy trở nên hấp dẫn trong suốt chiều dài lịch sử. Sau cuộc xung đột Troy, thành phố bị bỏ hoang trong giai đoạn từ năm 1100 đến năm 700 trước công nguyên. Người Hy Lạp khám phá ra khu vực này và nó được Alexander Đại Đế cai trị. Sau đó, Troy bị người La Mã xâm chiếm.
Nhân tiện thì điều đầu tiên mà bạn sẽ nhìn thấy khi đến thăm nơi đây là bản sao của con ngựa thành Troy đến từ một bộ phim được quay vào năm 2004. Điểm tiếp theo là Lothal. Vào thập niên 1950, Lothal và một số trang trại tại Harappa đã được phát hiện ở Ấn Độ. Những vùng đất mới này đã mở rộng ranh giới của nền văn minh lưu vực sông Ấn. Lothal là một phần quan trọng của nền văn minh Harappa. Nó có những cánh đồng bông và lúa lớn. Ngoài ra, nó còn có một nhà máy sản xuất hạt cườm. Những hạt cườm tại đây được làm từ các loại đá bán quý, ví dụ như thạch anh. Nhiều hạt cườm sau đó được tìm thấy ở Mesopotamia. Điều này chứng tỏ Lothal là một cảng biển thương mại phồn thịnh. Các nhà khảo cổ tin rằng thành phố này nằm trên một tuyến đường giao thương cổ xưa. Dấu vết của nông nghiệp đã có, dấu vết thương mại đã có, còn gì nữa nhỉ? Dấu vết của các công trình nhà ở, đường phố, đá lát, nhà tắm và hệ thống thoát nước. Họ quy hoạch rất xuất sắc và đây cũng là một ví dụ của việc đô thị hóa thời cổ xưa. Thị trấn được xây dựng kiên cố và nơi đây cũng có những ngôi nhà hiện đại. Một số căn sở hữu tận 6 phòng cùng phòng tắm, một khoảng sân rộng và cả mái hiên. Lothal là nơi có bến cảng cổ nhất thế giới. Nó nối thành phố với sông Sabarmati và tuyến đường thương mại. Thành phố cổ Maya Calakmul nằm ở Nam Mexico, bên trong khu rừng nhiệt đới Tierras Bajas. Từ năm 500 đến 800 sau công nguyên, Calakmul đã là nơi sinh sống của hơn 50.000 người. Nơi đây có quảng trường trung tâm được bao quanh bởi các quận ngoại ô. Và nếu chúng ta đếm cả cư dân của những khu vực ngoại ô lẫn người sống ở trung tâm, thì Calakmul có dân số hơn 1,5 triệu người. Thành phố này có người sinh sống trong vòng 12 thế kỷ. Người ta tin rằng nơi đây có nhiều công trình hơn bất kỳ khu vực Maya đã được khai quật nào khác trong khu vực. Sau năm 1000 sau công nguyên, nền văn minh Maya bắt đầu sa sút. Thành phố từng là trung tâm của Mesoamerica này gần như bị bỏ hoang hoàn toàn. Nó nằm ở trung tâm rừng nhiệt đới lớn thứ hai ở châu Mỹ. Người ta đã bảo tồn địa điểm này rất tốt. Vì vậy, nếu đến thăm nơi đây, bạn có thể tưởng tượng ra cuộc sống vào thời kỳ Maya cổ đại trông như thế nào. Di tích của thành phố bao gồm những khu kiến trúc phức tạp, các tác phẩm điêu khắc, hệ thống phòng thủ, các mỏ đá, dấu tích của hệ thống quản lý nước, ruộng bậc thang, những đền thờ kim tự tháp khổng lồ và các cung điện. Đó là chưa kể đến các loại trang sức và những vật phẩm đi kèm khác. Điều này chứng tỏ các xã hội phức tạp do nhà nước quản lý đã xuất hiện tại khu rừng nhiệt đới này. Người Maya miêu tả thiên nhiên qua tranh vẽ, gốm sứ, điêu khắc, các nghi lễ và cả thức ăn của họ. Bây giờ tôi sẽ đến một nơi mà người ta tưởng rằng chưa từng tồn tại. Sonis Heraklion xuất hiện chỉ trên một số bản khắc và văn kiện cổ. Nhưng hóa ra nó đã đợi hàng nghìn năm trời để được khám phá. Các nhà khoa học đã tìm kiếm gần hết bờ biển Ai Cập. Và sau đó, nhà khảo cổ Frank Godio và nhóm của ông phát hiện ra một khuôn mặt khổng lồ đang nhìn họ từ dưới nước. Thành phố cổ Heraklion được phát hiện đã bị nhấn chìm hoàn toàn cách bờ biển Alexandria 6,4 km. Tàn tích của thành phố bị thất lạc có 64 con tàu, 700 mỏ neo và một kho báu chứa đầy tiền vàng. Các nhà khảo cổ cho rằng tượng đài cao 4,8 mét và tàn tích đền thờ là những phát hiện quan trọng nhất được khám phá bởi cuộc thám hiểm này. Vào thời điểm đó, thành phố tổ chức các nghi thức và lễ kỷ niệm tại đền Amun. Tàn tích và đồ đạc tại đây được làm từ đá granite và diorite. Vì vậy, chúng vẫn nguyên vẹn dù bị ngập trong nước hàng thế kỷ. Chúng đã mang đến cho chúng ta cái nhìn sơ lược về cuộc sống cách đây 2.300 năm trước tại một trong những hải cảng thương mại quan trọng nhất của thế giới. Thành phố này sở hữu một mạng lưới kênh đào. Nó giống như sông Venice của người Ai Cập cổ đại vậy. Các kênh đào nối nhiều cảng và điểm neo tách biệt. Tháp, đền thờ, nhà cửa và các cấu trúc khác cũng được nối với nhau bằng những cây cầu. Thonis Heraklion là cảng chính của đất nước đối với ngành thương mại quốc tế và việc thu thuế.
Không ai biết tại sao thành phố này lại chìm xuống nước, nhưng các nhà khảo cổ cho rằng nguyên nhân là do thiên nhiên. Vào cuối thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, có lẽ Heraklion đã chìm trong nước vì một trận lũ lụt. Sau đó, Alexandria, thành phố được thành lập bởi Alexander Đại Đế, đã trở nên thịnh vượng hơn cả Heraklion. Trước khi Alexandria nổi tiếng, Heraklion từng là bến cảng chính để nhập cảnh vào Ai Cập. Vì vậy, sau thảm họa, nhiều con tàu chuyển hướng từ Heraklion sang Alexandria. Heraklion đã mất đi hào quang cho đến khi được khám phá lại vào năm 1933. Mesa Verde là một công viên quốc gia nằm tại Colorado, Hoa Kỳ. Công viên này là khu bảo tồn khảo cổ lớn nhất Hoa Kỳ với hơn 5.000 di chỉ, bao gồm 600 ngôi nhà dựng trên vách đá. Mesa Verde có nghĩa là cái bàn xanh lá trong tiếng Tây Ban Nha. Tên gọi này xuất phát từ hình dạng của các ngọn núi trong khu vực. Chúng có đỉnh bằng phẳng và các mặt dốc. Công viên là một khu vực khảo cổ của Ancestral Puebloan. Từ khoảng năm 7.500 trước công nguyên, một nhóm các bộ lạc anh điêng du mục cổ đại đã bắt đầu sống tại Mesa Verde theo mùa. Những người này săn bắn, hái lượm và làm đồng. Họ đã xây dựng những làng thổ dân đầu tiên trong khu vực. Đến cuối thế kỷ 12, người Mesa Verde bắt đầu xây dựng những ngôi nhà khổng lồ trên vách đá. Nó đang là cấu trúc nổi tiếng nhất trong công viên.